Dạ Nam Thăng Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là nữ CEO Nguyễn Phương Hằng cùng với là cái cô Đinh Lan. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua chúng ta cũng đã nghe về cái câu chuyện này nó cũng quá nhiều. Và cái câu chuyện ai đúng ai sai thì cơ quan chức năng hiện bây giờ người ta vẫn còn đang tiếp tục để điều tra xác minh làm rõ một số vấn đề. Còn ai là người đã và đang thụ án thì chúng ta cũng đã biết rồi. Đó. Tuy nhiên cái phiên tòa phúc thẩm vừa qua chúng ta thấy rằng chị Nguyễn Phương Hằng được giảm án 3 tháng là tất cả bà con ai cũng tỏ một cái niềm phấn khởi, đúng không ạ? Vì thực sự ra chúng ta thấy rằng chị Nguyễn Phương Hằng trong suốt một quá trình dài chị cũng là đi làm cái công tác thiện nguyện, công tác từ thiện của mình bằng chính cái đồng túi, đồng tiền của mình bỏ ra, và chị làm những cái công việc cực kỳ ý nghĩa cho xã hội. Nhưng vì cái vấn đề mà tranh luận ở xã hội, tranh luận trên không gian mạng mà nó vô tình vướng vào vòng lao lý, đây là một trong những cái sự nó vô cùng đáng tiếc. Đáng tiếc cho chị và đáng tiếc cho những bà con đang cần cái sự mà cưu mang giúp đỡ của chị. Thì tôi hy vọng rằng cái thời gian tới sau khi mà chị được là thụ lý toàn bộ cái bản án, và tôi nghĩ rằng những người mà đã và đang xúc phạm đến chị trong suốt một khoảng thời gian dài, xin thưa quý vị, không có lửa thì không có khói, không có ai kích động thì không có một Phương Hằng như ngày hôm nay. Có nhiều người họ nhảy vô họ công kích, có nhiều người họ nhảy vô họ kích động, đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự mà nó đi những bước trượt dài của chị Nguyễn Phương Hằng. Đây là một trong những cái thì chúng ta thấy rồi. Trong suốt một khoảng thời gian dài có rất nhiều trang Facebook, có rất nhiều kênh YouTube cũng nhảy vô để mà tấn công, nhảy vô để xỉa xói chị Nguyễn Phương Hằng, đúng không ạ? Thì cũng chính từ vấn đề đó mà chị như có những cái phát ngôn nó cũng không có được phù hợp. Chứ còn đâu phải là chị là một trong những người mà khăng khăng chị lên chị chửi người ta trước. Có nghĩa là có qua mới có lại. Người ta công kích chị thì chị là mang chắc là một trong những người ăn ngay nói thẳng, chị phản ứng lại thôi. Và cái sự đó là nhiều lúc là nó cũng là nó đi quá đà. Thì những cái câu chuyện đó chị cũng đã đang trả một cái giá rất đắt. Chị đang trả giá một giá rất đắt. Thì cái phiên tòa phúc thẩm vừa qua chị cũng đã được tòa miễn cho 3 tháng. Đây là một trong những cái tín hiệu rất đáng mừng. Và mong rằng những cái sự kiện sắp tới thì biết đâu chừng chị sẽ được cái như là miễn xá. Đây là một trong những cái mình hy vọng. Hy vọng rằng chị sớm được ra để mà tiếp tục cái con đường hành thiện, giúp người, giúp đời. Và để cho những người mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua công kích chị, họ cũng phải nhận những cái gọi là cái một cái trả giá nào đó trong cái những việc họ làm. Tôi nghĩ rằng chắc cũng và chuẩn bị đó quý vị. Tôi tin vào điều đó. Tôi đang tin vào một cái sự công lý của pháp luật. Còn cái công chuyện của liên quan với chị mà chị Đinh Lan, chị lên thì bà con thấy rồi, những ngày vừa qua là liên quan tới bộ ren và liên quan giá cả của bộ ren. Thật sự ra cái vấn đề này thì mình cảm thấy rằng nó có những cái gọi là tiêu hài, quá hài. Cái câu chuyện ren cỏ của người ta mình không có quyền, mình không có quyền can dự. Mình tới phiên tòa để mình nghe phiên tòa xem xét và xử lý và kết luận như thế nào, có phù hợp với cái quy định hay không, có phù hợp với là những cái tội lỗi của những người đã từng gây ra hay không. Cái điều đó là cái chính, chứ không phải mình tới phiên tòa để xem, không phải mình tới phiên tòa để xem là hôm nay chị Phương Hằng là chị lên được bao nhiêu ký, hay là chị giảm được bao nhiêu ký, rồi chị mặc cái đồ gì, chị mặc cái áo chi, rồi ren của chị là bao nhiêu hạt kim cương gắn vào, đúng không? Rồi cái tay của chị là đeo những cái gì, rồi cái tay của chị là có đeo cái gọi là trang sức nào hay không. Cái này thật sự là một trong những cái là nó ngoài lề, nó không có quan trọng. Cái quan trọng là mình đến tòa để làm gì, đến tòa để nghe, đến tòa để làm việc, để phối hợp với tòa để giải quyết câu chuyện liên quan đến những cái đơn thư của mình, đúng không? Chứ mình đến tòa đâu phải là chị Hằng ơi, chị nghe cái răng chị ra, tôi đếm thử chị bao nhiêu hạt kim cương,
Rồi để tôi xem thử giá trị hạt kim cương này nó bao nhiêu tiền. Vậy đó quý vị, tôi nghĩ rằng kết thúc cái phiên tòa phúc thẩm vừa qua thì những cái lình xình trong câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng nó cũng sẽ kết thúc. Nhưng chị Đinh Lan này, chị khơi dậy biết, chị khơi dậy từng cái mà gọi là nhỏ nhất, từng cái vấn đề giá cả của từng hạt kim cương mà đính vào ren của chị Nguyễn Phương Hằng. Chị này cũng là đem ra để mà so sánh, đem ra để mà chất vấn. Đó. Và tôi mời bà con nghe cái vấn đề của chị Đinh Lan chia sẻ. Chắc mừng lắm. Cho nên tụi mày đừng có nói hột sòn cả rổ, hột sòn cả rổ. Tại sao phải đeo hột bẹt, phải đeo cái hột ngọc trai? Nói thì cũng cái phải có lý, đúng không? Cỡ bả như vậy mà đeo, gọi là đeo cái đồ da trai đó làm cái gì? Hả? Cho theo như chỗ chị Đinh Lan thì bây giờ chị Nguyễn Hằng chị phải đeo như thế nào? Có nghĩa là bây giờ đó phải đeo cái hột nó ngang cổ tay, đeo vô lỗ tai, rồi phải lấy những cái hạt như mà cái hạt đậu phộng đó rồi gắn vô răng hả, rồi sinh ra sao quý bà con, rồi gắn vô cái răng sau này nó răng nó môi đi hả, đúng không? Người ta gắn vô răng là gắn vô đó thẩm mỹ, gắn vô đó cho có những người đó mà họ không có, họ gắn họ cái như là họ chói chân, đúng không? Bà con thấy mà cái hình ảnh mà khi mà chị Nguyễn Phương Hằng chị vô không? Chị Nguyễn Phương Hằng chị vô phiên tòa đấy quý vị, tòa phúc thẩm đó. Đó rồi có một người nào đó mà nhìn chị Nguyễn Phương Hằng bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhìn mà nhìn liếc mà nhìn cái mặt nó không được vui. Nhìn mà liếc xéo người ta mà cái mặt không được vui, tôi nghĩ rằng chắc là bà con biết là ai nhìn rồi đúng không? Trời ơi, nhìn mà đến mức mà bất rớt con mắt ra ngoài đó quý vị, để chi? Để ta xem thử chị Nguyễn Văn Hằng hôm nay chị đeo mấy hạt kim cương. Để ta xem thử là răng chị Nguyễn Văn Hằng có cái nào nó xăm nó úa hay không. Để ta xem thử là cái môi chị Nguyễn Văn Hằng chị sơn cái màu gì. Chị tô son màu chi. Rồi cái son đấy là cái nguồn gốc ở đâu. Trời đất thánh thần, cái này nó thật sự bà đi soi mói người ta. Chứ đâu phải là đi dự một phiên tòa. Mình là một trong những người có cái quyền lợi liên quan, quyền lợi trách nhiệm liên quan trong phiên tòa, thì mình tập trung vào một trong những cái nội dung của phiên tòa. Mình không cần thiết phải là đi soi mói từng chút một như vậy. Bây giờ người ta có kim cương cả rổ mà người ta không thích đeo thì cái chuyện của người ta. Mà giả dụ như người ta không có thì người ta cũng tránh nợ mình, cũng tránh sinh mình, mà để người ta để trang sức cho nó đẹp bản thân người ta, hiểu không? Thì mình đâu có quyền lên tiếng đâu. Cái câu chuyện đó là câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng. Chị muốn làm gì là việc của chị, miễn sao là cái như là tòa chấp thuận là được rồi, đúng không? Có ai mà cấm vô phiên tòa là cái răng của ông là đang gắn kim cương, ông ra ông tháo bộ răng ra là ông vô không? Hả? Có không? Có cấm không? Chung bây giờ cái bộ răng là một trong những cái là người ta gắn chết vô đấy rồi đó. Hả? Rồi bây giờ sao? Bây giờ chẳng lẽ bây giờ không, cái bộ răng ông thế này không cho ông phiên tòa, không cho ông giữ phiên tòa hả? Mà sao, tại sao tòa không có lên tiếng, tòa không có những ý kiến trong cái vấn đề này, mà cô lại là một trong những người mà cô cũng là có cái quyền lợi, cái trách nhiệm liên quan trong cái phiên tòa ngày hôm đó mà cô lại có ý kiến là sao? Mà sao mà cô ý kiến bằng, nó thật sự cô lên nền tảng mạng xã hội cô ý kiến không hả? Sao không dùng bằng văn bản, đúng không? Mình dùng bằng văn bản mình cảm thấy rằng cái điều nào phù hợp, điều nào không phù hợp, mình có quyền, mình kể như là dùng cái văn bản để mình hỏi những người có cái quyền lợi, những người có trách nhiệm liên quan trong cái ngày hôm đó để người ta trả lời. Còn câu chuyện người ta đeo hột nhỏ hột lớn không có liên quan gì mình. Cái câu chuyện người ta đeo hột đó giá trị bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng gì mình. Và cái câu chuyện người ta có rổ hột xoàn hay là rổ hột mít hay rổ hạt lựu cũng không ảnh hưởng gì mình. Cái mục đích của mình tới tòa để nghe tòa phán xét. Mục đích mình tới tòa để mà trả lại một cái sự gọi là công bằng cho tất cả mọi người đứng trước pháp luật. Mình thấy điều đó không phù hợp thì mình được quyền mình kháng cáo mà, mình được quyền mình đề nghị mà. Sao mình lại không làm? Mà mình lại là có những cái mình lên mạng xã hội rồi mình cũng là dơ dơ như vậy. Được cái gì không? Hả? Được cái gì không? Bao nhiêu người họ đứng trước cổng của tòa,
họ kiểu như là họ hô vang một câu thì mình có bao giờ mình nghe lại câu đó hay không? Cái câu mà người ta bảo mình đi đi bằng đầu đó, đó đi bằng đầu đó, rồi nó thật sự mình cứ hình dung đi, nếu mà mình mà đi bằng đầu thì chẳng khác nào là con khỉ quý vị, đó không? Nếu mà đi bằng đầu chẳng khác nào mà con lười ơi, đó không? Đó. Thì tại sao mình phải hỏi rằng tại sao mà người ta phải yêu cầu mình như vậy? Vì mình cũng có những cái lời nó cũng hơi lệch chuẩn, mình có những cái lời nó hơi lệch chuẩn mà mình vẫn liên tục phát ngôn đó. Cho nên nó cộng đồng mạng đang có những cái gọi là hơi bức xúc đây là bức xúc cá nhân, bức xúc cho những cái lời nói của mình mà mình cầm đèn chạy trước ô tô rồi mình làm trật quất, người ta đang bức xúc cái vấn đề đó. Còn câu chuyện mà cô bảo rằng trời ơi, Nguyễn Phương Hằng là bây giờ là đeo hạt kim cương là giá trị bao nhiêu rồi, đeo hạt kim cương rồi cái như là 5 cái 10 cái 7 cái, nó không có liên quan gì đến cái phiên tòa hôm đó cả. Phiên tòa hôm đó là cái như là mình tham gia vào một cái vai trò, mình là một trong những người có cái quyền lợi nghĩa vụ liên quan. À, thì mình xem thử là mình còn cái gì để mà thắc mắc hay không, à, còn cái gì để mình cái nhờ tòa để xử lý nó hay không. Tôi thấy cô này cô lên cô nói toàn là những cái mà nó ngoài luồng. Trong phiên tòa hôm đó cô nói toàn những cái ngoài luồng và cũng bị là cái như là chủ tòa phiên tòa nhắc nhở rất nhiều lần, nhắc nhở rất nhiều lần. Thì khi người ta nhắc nhở mình thì mình phải biết điểm dừng chứ, vì sao người ta nhắc nhở mình có gì sai hay không. Có nhiều cái tôi thấy thật sự rất buồn cười, ở bản thân mình thì mình không xem lại mà mình lại đi soi mói vào câu chuyện của người ta, cái câu chuyện mà răng cỏ, câu chuyện mà kim cương, hạt ế, hạt xoài, hạt mít đó cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Không tập trung vào chuyên môn mà tập trung vào cái gì đâu đâu không quý vị. Rồi sinh ra cái sự mà cái như là nó cũng là bất an cho một số người khi họ nghe, họ nhìn, họ thấy những cái vấn đề như thế. Nó kỳ cục kẹo. Cái mục tiêu chính là không có làm, toàn làm những cái gì đâu đâu không. Đó, dễ mà lên thật sự. Lúc nào cô lên cô cũng thở hiền. Thua rồi quý vị. Sóng gió tôi nghĩ là cũng đã tới hồi kết, nhưng mà do cô này cô cứ gây miết là làm gì có cái chuyện hồi kết đó không. Thậm chí là phiên tòa đến bây giờ đã lên tới phiên tòa phúc thẩm rồi mà cô vẫn còn dơ dơ như vậy. Cô có những cái lời lẽ là đang có gọi là cái dấu hiệu là cái như là xuyên tạc, thì hỏi rằng khi vấn đề đây là sao, mình cũng đã tới tòa rồi sao, tại sao những cái khúc mắc mình không lên tiếng đi, những khúc mắc mình cần cái gì không lên tiếng cho nó rõ, mà vì sao khi mình phát ngôn là bị tòa không cho nói lan man là sao? Vì lý do thật sự mình không chuẩn bị trước tài liệu, mình không có chuẩn bị trước những cái vấn đề mà mình ứng phó tại tòa. Cho nên khi mà bà con thấy là vô bị động ngay, mình chuẩn bị tài liệu không tốt cho bản thân, bày đặt đi soi mói chuyện của người ta, mà thấy chị Nguyễn Phương Hằng chị vào không? Thể hiện một cái gọi là một cái sự rất điềm đạm, à, vô là nó thật sự thể hiện một sự rất điềm đạm. Mà cái mà đặc biệt quý vị là chị đá lồng nheo với ai đó, đá lồng nheo với ai đó mà người ta tức, tức là lộn gan lộn ruột, tức cái là do cái đá lồng nheo của chị Nguyễn Phương Hằng. À, rồi chị đá lồng nheo một cái là cái người nó mà bắt đầu là họ nhìn được quý vị, nhìn bằng ánh mắt viên đạn mà họ tức, tức là lộn gan lộn ruột trên đầu. À, rồi bây giờ đó đi vu khống đi xuyên tạc mình cũng vẫn còn trên không gian mạng đó. À, những cái đó chị Nguyễn Hằng cũng đã lập vi bằng rồi, rồi sẽ tới mình không, rồi sẽ tới mình không. Cho nên cũng nên phải là hết sức cẩn thận cuối lửa là vừa, đừng bao giờ nói gì nữa là đã hay nhất. À, thưa quý vị, cái buổi trò chuyện cũng đến đây và tôi cũng xin phép tất cả bà con cho tôi kết thúc tại đây bà con ha. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con đã lắng nghe, đã chia sẻ và theo dõi kênh. Chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con đừng quên cho Lang Thang Sài Gòn xin một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Những ý kiến của bà con vui lòng comment bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi cái quan điểm trong câu chuyện này. Xin cảm ơn bà con một lần nữa và xin kính chào, hẹn gặp lại bà con vào những chương trình tiếp theo.